Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình xin giới thiệu đến anh em tiếp một đôi loa lời hay còn gọi loa tay và một con âm ly Onkyo A7009. Đó là một đôi loa lời Canchon JBL Pro 8 anh em nhé, hay còn gọi là 8 Pro cũng được. Anh em tiến gần xem các tuyến loa và cấu hình của đôi loa này. Đôi loa này khác với đôi loa Canchon 5 là một cái lỗ thông hơi của nó tròn tròn này anh em này. Còn đôi Canchon 5 của nó là khuyết mặt trăng này, lỗ thông hơi khuyết mặt trăng này. Và con tép này vành nó cũng khác này anh em này. Bát thì giống nhau, cũng gân mút 16, bát 16. Gân mút này, gân mút mình đã thay nhé anh em nhé. Màng giấy gợn sóng. Ê căng của nó còn rất đẹp anh em này. Ê căng sắt này anh em này, mình tuyển chọn từ cái logo trở đi. JBL Pro 8 anh em nhé. Đây, ê căng của nó được úp vào như này này anh em này. Đấy. Mình bỏ ra để mình quay các tuyến loa cho anh em xem. Anh em nào yêu đôi này thì xin điện cho mình. Và tiếp đến là một cái căng nữa này. Tem mác logo còn đẹp không anh em? Đôi này là đôi JBL Canchon Pro 8 anh em nhé. Các tuyến loa cực đẹp anh em này. Tuyển lựa những đôi đẹp này là không có nhiều đâu anh em ạ. Trong thời gian qua mình cảm ơn một số anh em rất nhiều đã tin yêu và ủng hộ mình. Anh em nào mua sản phẩm của mình rồi xin cho mình một like nhé và bình luận ở phía dưới để cho anh em khác tin tưởng mua sản phẩm của mình. Tất cả các anh em mua sản phẩm của mình đều tấm tắc khen. Với cái mật độ tuyển chọn hàng của mình luôn cam kết với anh em hàng hóa của mình bao zin bao xịn cho anh em mua hàng chỉ cần đặt cọc cho mình một ít, mình ship đến tận nhà, được kiểm tra và test thử xong thanh toán nốt anh em nhé. Tiếp đến là một con âm ly Onkyo có hai đèn vu vẩy cực đẹp anh em ạ. Volume chỉnh bát chép đánh hai con sò STK cực khủng, nguồn cũng khủng. Hai con sò STK phải bằng ba đầu ngón tay này anh em này. Nó còn hơn 8 con sò sắt cơ mà trông nó nhỏ con lắm. Mà đánh bát 30 thì càng đét luôn anh em ạ. Và dưới là một con đầu Pierler Tap CT6 hay còn gọi là đầu câm của Pierler. Con đầu này mình đang bán 4 triệu. Con đầu câm 4 triệu, con âm ly 3,5 triệu. Và đôi loa Canchon 8 này mình đang bán là 5,2 triệu anh em nhé. Tiếng của Canchon 8 này thì nó đầm hơn tiếng của Canchon 5 anh em ạ. Sau đây xin mời anh em nghe thử qua một đoạn nhé. Mình vẫn chơi ở cái máy tính này. Anh em nhớ xem kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh nha anh em nhé. Mình xin cảm ơn anh em rất nhiều để cập nhật những cái sản phẩm của mình. Và mình có cái động lực làm những cái review để gửi tới anh em. Xuống chiều qua rừng lá xanh xanh lối mòn chạy quanh đời lính quen yêu gian khổ quân cho nắm nắng bình yên.
căn cho năm. Nó đắt hơn mấy trăm là đúng rồi anh em. Vừa nghe nhạc vừa hát karaoke được. Anh em đấu song song. Ở đằng sau đôi loa chính của anh em đấy. Vừa thêm lời và vừa hát karaoke cực hay. Nó chịu đòn cực tốt anh em ạ. Anh em không phải thay âm ly đâu nhá. Kẹp vào mấy đôi loa nào anh em có là được. Kể cả anh em có đẩy đánh kẹp vào vẫn có ok anh em ạ. Nó chịu đòn cực tốt luôn. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em ở clip sau. Xin chào tạm biệt.